đầu cầu xin phép báo cáo về điều trị tiêu sợi huyết bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp. Thì đây là một trong những kỹ thuật mà cũng như chúng ta có thể triển khai được rộng rãi ở tất cả các cái bệnh viện cũng như là các cơ sở, mà chúng ta chỉ cần đơn giản là một cái CT scan là chúng ta có thể mà triển khai được ngay cho bệnh nhân và mang lại bệnh nhân rất nhiều những cái lợi ích mà có thể đem lại được. Thế thì bài đầu này em xin trình bày ngắn gọn trong vòng khoảng 10 phút những cái nội dung chính như là chỉ định dùng tiêu sợi huyết, các cái chống chỉ định, kiểm soát huyết áp, cách thức tiến hành và một số liều dùng cũng như nguy cơ và lợi ích mà chúng ta có thể mang lại. Bài này không phải mục tiêu chúng ta, cái bài tổng quan để chúng ta có thể mà áp dụng và chúng ta có thể triển khai được. Tuy nhiên là để mà triển khai được, đương nhiên chúng ta sẽ cần những thời gian học tập cũng như là chúng ta có thể là có những cái buổi huấn luyện trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng này, chúng ta có thể triển khai một cách tương đối là nhuần nhuyễn. Thế thì khởi đầu của một cái tuyệt quỵ, chúng ta sẽ đánh giá cái thang điểm. Đây là thang điểm FAST, chúng ta có thể làm một cách đơn giản, có thể ở tất cả các cái đơn vị cũng như là cho người dân. Vì chúng ta đánh giá bằng liệt mặt này, yếu tay này và nói khó. Ba dấu hiệu này thậm chí người dân chúng ta cũng có thể phát hiện được. Và những dấu hiệu này chúng xin phép anh Thầy Hàm tiếp tục ạ. dạ. Trước đây thì chúng ta làm đột quỵ là trong vòng 180 phút. Hiện tại thì Bộ Y tế cho phép chúng ta là 270 phút. Nên tuy nhiên là rất nhiều bác sĩ chúng ta nghĩ rằng là cứ 200 mở rộng cửa sổ lên 4,5 giờ. Thế tuy nhiên là cửa sổ 4,5 giờ đấy nó có những cái tiêu chí nhất định để chúng ta lựa chọn bệnh nhân, và không phải là bệnh nhân nào thì được. Tôi vẫn quy định là 180 phút và 270 phút, nghĩa là 4,5 giờ, là với một số bệnh nhân mà chúng ta có cái tiêu chí nó ngặt nghèo hơn để chúng ta có thể mang lại cho bệnh nhân và giảm thiểu nguy cơ chảy máu. Và chẩn đoán là máu cấp với điểm NIS chúng ta được huấn luyện đánh giá từ 4 đến 24 điểm và không có hiển suất não trên CT và MRI. Và các cái chống chỉ định của nó thì chúng ta sẽ nhìn trong cái bảng là chúng có rất nhiều chống chỉ định, là khoảng 18 đến 20 chống chỉ định. Thế tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể tra cái check cái chỉ định này. Chúng ta phải nhớ cái bảng này, chúng ta khi chúng ta làm tiêu sợi huyết thì chúng ta sẽ check kiểm tra cái chống chỉ định này ở trong cái bảng list thì chúng ta làm cái những kích thước. Và khi chúng ta xác định bệnh nhân mà có đột quỵ não này, chúng ta sẽ phải làm khởi động một quy trình đột quỵ, người ta gọi là cái đơn vị đột quỵ. Chúng ta sẽ khởi động ngay một cái quy trình đột quỵ là chúng ta khởi động đánh giá và chúng ta kiểm tra ngay lập tức đường máu mạch cho bệnh nhân, thở oxy, đặt đường truyền cỡ 18, ghi điện tâm đồ và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến phòng CT hoặc MRI. Thế thì ở bệnh viện chúng tôi là trung tâm mẹ, chúng tôi có thể triển khai được MRI. Thì ở đây thì ở các tuyến chúng ta có thể triển khai ngay lập tức là CT scan. Và cái thăm khám ban đầu của bác sĩ rất quan trọng, nó đánh giá ngay nguy cơ bệnh nhân đột quỵ. Cái thứ hai là xem xét các tiêu chuẩn xác định và chuẩn loại trừ, đánh giá được ngay điểm NIS. Bệnh nhân chúng ta đánh giá điểm NIS mà chúng ta có thể được huấn luyện rồi, chúng ta mất khoảng tầm từ 2 đến 3 phút là một bác sĩ có thể đánh giá nhanh được một điểm NIS cho bệnh nhân, và cân bệnh nhân cũng như tính được liều dùng và xem xét tất cả khí máu và CT. Hay thì chụp cắt lớp vi tính sọ não thường quy là một trong những cái phương thức đơn giản chúng ta có thể áp dụng được. Ở rất nhiều người thì nói rằng là chúng ta cần phải MRI, chúng ta làm rõ hơn chẩn đoán, chúng ta biết được mạch nào tắc. Thế tuy nhiên ở các tuyến cơ sở chúng ta chỉ cần CT là đủ, và CT là cho chúng ta rất nhiều thông tin như là loại trừ xuất huyết não, đánh giá điểm aspect, đánh giá được mức độ nặng và các dấu hiệu của tắc mạch lớn. Và nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta phải chụp CTA. Và những dấu hiệu của CT là chúng ta có thể thấy như là hình ảnh mờ. Đây là hình ảnh loại trừ xuất huyết não. Thì những hình ảnh mà chúng ta thấy trên CT như là mờ rãnh những quận não này, giảm thị trọng nhu mô não nhờ nhân xám, hoặc là tính điểm aspect, đây là những cái mà chúng ta có thể huấn luyện và chúng ta có thể quan sát tới ngay. Và quan trọng nhất trong đấy CT là chúng ta phát hiện dấu hiệu là loại trừ xuất huyết não, và điểm aspect này ở mỗi cái người mà được huấn luyện kỹ chúng ta có thể đánh giá nhanh trong vòng khoảng tầm từ 2 cho đến 3 phút. Và tuy nhiên, cho tôi vừa nói rồi ạ, chúng ta có hai cái mốc thời gian rất quan trọng để chúng ta đánh giá tiêu sợi huyết. Một là mốc 3 giờ, thì cho những đối tượng bệnh nhân mà trên 18 tuổi và khởi phát trong vòng 3 giờ. Thế còn tuy nhiên với những cái đối tượng mà 3 giờ đến 4,5 giờ thì chúng ta cần phải lựa chọn bệnh nhân một cách cẩn thận hơn. Đấy là những nhóm bệnh nhân mà dưới 80 tuổi và không có tiền sử tiểu đường cũng như là đột quỵ trước đấy, NIS nhỏ hơn 5 điểm và không có dấu hiệu của tắc mạch lớn, và cũng như là không có dấu hiệu của cái nhồi máu não trên 1/3 bán cầu. Nếu như chúng ta không thỏa mãn điều kiện này thì nguy cơ chảy máu chuyển dạ ở nhóm đối tượng này tương đối là cao. Thì ở Việt Nam chúng ta thì vẫn áp dụng hai cái liều, một là liều chuẩn là liều 0,9 mg trên cân nặng và bolus không quá 90 mg, nghĩa là tương đương với gần hai lọ. Thế thì ở Nhật Bản và châu Á chúng ta hay sử dụng cái liều thứ hai, có vẻ an toàn hơn, ít nguy cơ chảy máu hơn, là liều 0,6 mg trên gram cân nặng và không quá 60 mg, bolus 15 mg trong 1 phút và duy trì 85 còn lại trong 60 phút. Thì cái liều này thì hiện tại nghiên cứu ăn chăn tật trên thế giới, người ta chứng minh rằng là cái liều 0,6 trên miligam cân nặng đấy thì hiệu quả thì không kém hơn nhiều so với liều 0,9, tuy nhiên là nó an toàn hơn và chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn tùy vào cái cơ sở cũng như là cái đặc điểm bệnh nhân mà chúng ta đang có. Thế thì khi sử dụng hai cái liều này thì chúng ta sợ nhất điều gì? Thì hầu hết các bác sĩ chúng ta e ngại khi sử dụng cái thuốc tiêu sợi huyết này là khi bệnh nhân chúng ta tỷ lệ chảy máu não, và chúng ta bảo chúng ta dùng thuốc xong bệnh nhân mà chảy máu não thì chúng ta sẽ làm thế nào.
thì cái tỷ lệ chảy máu não có triệu chứng hay ta gọi là xuất chuyển dạng trong 36 giờ ở cái nhóm mà chúng ta sử dụng liều 0,9 là 3,8% và tỷ lệ tử vong nó rơi vào khoảng 7,2%. Thế thì sau đấy chúng ta sẽ phải theo dõi những cái huyết áp này, theo dõi chiều hướng thần kinh và đo áp khoảng 30 phút một lần, và chúng ta phát hiện sớm những cái dấu hiệu đột quỵ thần kinh nặng lên như là đau đầu, co giật hoặc là dấu hiệu huyết tăng đột ngột thì chúng ta cần phải dừng ngay cái thuốc huyết áp này, cái thuốc truyền tiêu sợi huyết này, và chúng ta chuyển sang kiểm soát huyết áp. Vì trong khi chúng ta làm cái tiêu sợi huyết này thì cái việc mà kiểm soát huyết áp vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải dùng các thuốc hạ áp đường tĩnh mạch. Chúng lưu ý rằng là thuốc áp tĩnh mạch để chúng ta duy trì huyết áp tâm thu dưới 180 và huyết áp tâm trương dưới 105 trong vòng ít nhất 24 giờ trong và sau khi dừng thuốc để chúng ta kiểm soát nguy cơ chảy máu. Và mục tiêu này chúng ta cần phải duy trì, xin lưu ý rằng là chúng ta duy trì bằng thuốc huyết áp đường tĩnh mạch để chúng ta kiểm soát, chúng ta không dùng các thuốc áp nhanh đường uống hoặc là nước nhỏ dưới lưỡi, như vậy nó sẽ không mất kiểm soát và nguy cơ là làm cho bệnh nhân thì có thể là làm giảm tới máu não khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc nhỏ dưới lưỡi hoặc là những thuốc dạng đường uống. Và các cái biến chứng ở đây chúng ta thống kê rằng là tỷ lệ biến chứng của nó chỉ dưới 0,6% với cái liều là chúng ta sử dụng cái liều bệnh nhân là 0,9, và những tỷ lệ liều tiện xuất huyết nội sọ ở cái nhóm 0,6 chúng tôi nghiên cứu thì chỉ là 3,8% thôi. Và cái tỷ lệ biến chứng này nó cũng chỉ có chuyển dạng ở cái tỷ lệ biến chứng nó chia làm 4 mức độ, 1, 2, 3, 4, thì tỷ lệ biến chứng gọi là chảy máu chuyển dạng có triệu chứng thì thường nó thấp hơn nhiều ở cái nhóm bệnh nhân mà nhồi máu não nhỏ. Và các khi mà chúng đó chúng ta có phác đồ xử lý như là chúng ta truyền ALT-TPA dừng truyền, truyền Firogen, chúng ta truyền Cryo và truyền plasma tươi cũng như là truyền tiểu cầu nếu chúng ta có thể. Và các nhóm bệnh nhân mà chúng ta không quá e ngại, những cái nhóm bệnh nhân mà nguy cơ chuyển dạng cao chúng ta sẽ phải đưa vào cái danh sách. Ví dụ bệnh nhân đột quỵ não nặng có điểm NIS cao, bệnh nhân có thay đổi lớn, ví dụ như bệnh nhân có nhồi máu não trên 1/3 bán cầu, bệnh nhân tăng huyết áp không kiểm soát, đường máu quá cao trên 11,1, tuổi cao trên 80, có kèm bệnh lý tim mạch, tiểu đường, hoặc là bệnh nhân đang dùng các thuốc chống đông thì chúng ta nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta phải cân nhắc lựa chọn bệnh nhân cũng như là chúng ta tính toán cái yếu tố lợi ích nguy cơ cho bệnh nhân trước khi ta sử dụng. Và chúng ta sẽ lưu ý rằng biến chứng phù mạch là biến chứng mà chúng ta vẫn e ngại, giống như phản vệ vậy, chúng ta sẽ cho bệnh nhân dừng truyền, chúng ta đặt các thuốc như là dùng AD khí dung hoặc metinprednisolone, và chúng ta cần thiết chúng ta có thể đặt nội khí quản cho bệnh nhân nếu cần. Và đây là một số yếu tố tiên lượng để giúp chúng ta tiên lượng rằng chúng ta có thành công hay không. Thì đây là những yếu tố như là thời gian khởi phát, đây là quan trọng nhất, chúng ta càng chậm thì chúng ta lại càng tăng nguy cơ bệnh nhân chảy máu não, vì thế chúng ta phải tận dụng từng giờ từng phút. Tuổi tròn 70, điểm aspect trên 7, huyết áp kiểm soát tốt trong quá trình điều trị, CT sọ não bình thường và không có tiền sử đột quỵ. Và tóm lược cái quy trình mà chúng tôi đang làm hiện tại ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đấy là chúng ta cố gắng làm sao mà cái thời gian bệnh nhân vào viện cho đến thời gian được dùng thuốc là dưới 60 phút. Trong đấy thì là chúng ta đánh giá bệnh nhân, liên hệ CT, chúng ta chụp CT sọ não là trong vòng dưới 25 phút. Thế thì quy trình này chúng ta hoàn toàn có thể rút ngắn được, như ở các bệnh viện chúng tôi đang làm, là chúng tôi rút ngắn quy trình từ 1 cho đến 4, là từ 0 phút cho đến 25 phút bằng cách chúng ta đưa thẳng bệnh nhân vào phòng cắt lớp vi tính. Và chúng ta có thể làm, nếu chúng ta có hệ thống cấp cứu chi viện tốt, chúng ta có thể cho bệnh nhân những cái việc làm ở trước bệnh viện như là đặt đường truyền, đo huyết áp, xét nghiệm gluco máu và khai thác những cái tiền sử bệnh nhân dùng thuốc để chúng ta có thể đưa thẳng bệnh nhân vào phòng can thiệp trước khi vào phòng chụp CT hơn là chúng ta đưa vào phòng cấp cứu. Và những ở viện chúng tôi hình thành những cái nhóm, ví dụ như là đây là những cái bảng theo dõi thông tin, và những cái thông tin này chúng ta có thể theo dõi được, chúng ta checklist trong quá trình chúng ta làm việc. Và quá trình tiêu sợi huyết này chúng ta có 4 cái điểm lưu ý để chúng ta có thể rút ngắn được thời gian, tiết kiệm được 25 phút cho bệnh nhân. Đấy là chúng ta báo trước cho cái trung tâm đột quỵ trước khi đến nhập viện, chúng ta đưa được bệnh nhân trực tiếp tới phòng cắt lớp vi tính, xét nghiệm nhanh tại chỗ và chúng ta tiến hành tiêu sợi huyết. Như viện chúng tôi là có thể tiến hành tiêu sợi huyết ngay tại cái phòng cắt lớp vi tính để chúng ta có thể tận dụng cho bệnh nhân thời gian, vì mỗi phút trôi qua là một tế bào não chúng ta lại làm giảm nguy cơ cho bệnh nhân và chúng ta làm tặng lên. Và thông điệp cuối cùng chúng ta nhắc đến đấy là chúng ta phải tiết kiệm thời gian để giữ trì cái hiệu quả trong dùng thuốc. Và xin cảm ơn các thầy cô. Vâng, cảm ơn bài báo cáo của thầy Hà, một bài báo cáo rất là đầy đủ. Tuy nhiên tôi biết hiện nay cho rất nhiều bệnh viện tham gia trực tuyến hôm nay đã tiến hành tiêu sợi huyết trong đột quỵ, thì tôi rất muốn những câu hỏi của những bệnh viện đã tiến hành và những bệnh viện sẽ chuẩn bị tiến hành, thì các thầy cô có ý kiến gì về bài báo cáo này không ạ, và có những cái câu hỏi gì trong thực tế lâm sàng cần phải đặt ra? Xin mời các bệnh viện ạ. Trong lúc chờ đợi các bệnh viện thì tôi xin đặt câu hỏi cho thầy Hà, và tôi nghĩ đấy là câu hỏi mà mọi người cũng sẽ hỏi. Thứ nhất là tại sao chúng ta có cái mốc là 18 tuổi
Vì hiện nay rất nhiều các bệnh lý của trẻ em, bệnh lý bẩm sinh cũng có thể dẫn đến đột quỵ não. Thì tại sao lại mốc trên 18 tuổi? Dạ. Và có thể liên quan đến vấn đề trong các nghiên cứu để đưa ra các cái khuyến cáo điều trị này, thì khi mà nghiên cứu ban đầu đưa ra cũng nghiên cứu ở Việt Nam thì thế giới ấy, thì họ chọn mốc bệnh nhân là trên 18 tuổi liên quan đến cam kết cũng như là quyền công dân. Vì thế nên khuyến cáo hiện tại ở Việt Nam thì vẫn dành cho nhóm bệnh nhân là trên 18 tuổi. Thế còn nhóm dưới 18 tuổi thì người ta chưa có nghiên cứu, vì thế nên các bạn nên hợp đấy. Chính vì vậy tôi muốn nhấn mạnh đây không phải là chống chỉ định tuyệt đối. Vâng, vì bệnh nhân mà 15 tuổi, 16 tuổi mà người ta bị đột quỵ đúng chỉ định thì tôi nghĩ chúng ta vẫn hoàn toàn có quyền triển khai, vì đây là cái liên quan đến từng ca lâm sàng một. Câu hỏi thứ hai là cái câu mà chắc là rất nhiều các bác sĩ ở trong các đầu cầu đang thắc mắc, đấy là vấn đề về giờ đột quỵ. Có những trường hợp chúng ta không xác định được giờ hoặc là giờ không rõ ràng, đặc biệt là bệnh nhân đột quỵ hay xảy ra vào ban đêm, thì cái thái độ xử trí của chúng ta như nào? Xin mời thầy hạ. Dạ, xin thưa mấy các đầu cầu thế này, có thể cô ạ. Thế thì hiện tại cái đột quỵ đấy người ta gọi là wake up stroke, nghĩa là bệnh nhân đi ngủ, ví dụ như lúc 10 giờ tối ngày hôm sau ngủ dậy bệnh nhân phát hiện đột quỵ rồi, thì theo quy ước trước đây chúng tôi làm nghiên cứu thì là người ta quy ước là bệnh nhân sẽ bị từ 10 giờ tối ngày hôm trước, hôm nay là 6 giờ, như vậy là bệnh nhân sẽ bị tai biến giờ thứ 8. Thế tuy nhiên hiện tại thì những cái nghiên cứu mới nhất đưa ra, người ta nghiên cứu wake up thì người ta đã lấy những cái phương tiện kỹ thuật cao hơn, ví dụ cộng hưởng từ chẳng hạn, thì người ta sẽ đánh giá cái sự gọi là mismatch, nghĩa là cái sự chênh lệch giữa cái thể tích của bệnh nhân trên diffusion và trên flare, người ta gọi là mismatch của diffusion và flare. Nếu như ở trên diffusion có tổn thương mà flare chưa có tổn thương thì như vậy là cái tổn thương đấy là về tính về tuổi nó sẽ dưới 4,5 giờ và bệnh nhân hoàn toàn có thể có quyền dùng thuốc tiêu sợi huyết. Thì đấy là người ta dùng cái phương tiện, tức là nếu mà đấy là phải là MRI, thế còn CT chúng ta không trả lời câu hỏi đấy được. Cách thứ hai, nếu ở những cơ sở mà chúng ta có điều kiện để chụp cái gọi là perfusion, nghĩa là cái tưới máu não, thì người ta sẽ đánh giá cái sự hai cái nghiên cứu là nghiên cứu diffuse bar và nghiên cứu down, là hai nghiên cứu mà mở rộng cửa sổ điều trị can thiệp lấy huyết khối. Thì ở những trung tâm mà chúng ta có điều kiện có thể triển khai được huyết khối thì chúng ta có thể đánh giá cái sự chênh lệch giữa cái gọi là lõi thiếu máu và cái diện tích thiếu máu ở trên cái chim phục perfusion, để người ta thấy rằng là ở những nhóm đấy là có thể lựa chọn. Thế tuy nhiên là để mở rộng cửa sổ sang 16 giờ hay 24 giờ thì tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nó tương đối là ngặt nghèo, và cái tổn thương đấy nó phải đảm bảo những tiêu chí, ví dụ như là diện tích giữa ổ nhồi máu và cái thể tích thiếu máu trên trục nó phải trên 1,6. Như vậy là chúng ta chỉ cần nhớ ngắn gọn là nếu mà chúng ta chưa có cộng hưởng từ thì chúng ta cũng chưa thể nào xử lý trong trường hợp bệnh nhân không rõ giờ đột quỵ mà lại kéo dài trên 6 tiếng, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Xin phép đầu cầu Ngọc Lặc. Đầu cầu Ngọc Lặc có ý kiến gì về lĩnh vực rất là, tôi nghĩ là đã triển khai khá thường quy tại bệnh viện mình. Xin mời Ngọc Lặc ạ. Các bạn nói đi. Chỗ Ngọc Lặc bật mic lên. Chúng tôi chưa nghe được đầu cầu Ngọc Lặc. Chưa nghe được. Nói được rồi, nói được. Anh nói đi ạ. Các bác nói đi ạ. Em chào thầy. Thưa thầy, em xin hỏi một câu ạ. Thưa thầy, em có một bệnh nhân nam 50 tuổi vào viện chẩn đoán nhồi máu não cấp giờ thứ 3 trên bệnh nhân dung nhĩ. Thì bọn em tiến hành tiêu sợi huyết liều 0.6. Sau liều bolus thì bệnh nhân tỉnh và vận động bình thường. Sau đó theo dõi 1 tiếng sau thì bệnh nhân lại liệt trở lại. Đối với trường hợp như thế này thì em xin các thầy cho em những kinh nghiệm xử trí tiếp theo. Mình có phải tăng liều hay là mình điều trị như thế nào ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn bạn. Đây là một cái trường hợp tôi đang định hỏi để cho bác sĩ Hà giải thích cho tất cả các đầu cầu. Đây là một cái vấn đề kinh điển. Tất cả bệnh nhân dung nhĩ mà bị nhồi máu não thì có khả năng là trong buồng tim bệnh nhân vẫn tiếp tục có huyết khối. Và sau khi các bạn làm tiêu sợi huyết là chỉ tiêu được cái huyết khối ở bắn đi lần đầu tiên, thì đến lần thứ hai thì sẽ xuất hiện huyết khối thứ hai. Chính vì vậy ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tôi quy định tất cả trường hợp nào mà nhồi máu não, đột quỵ mà có nguy cơ tim mạch như là bị rung nhĩ hay như là bị hẹp van hai lá thì chúng ta bắt buộc phải làm siêu âm tim. Cho dù chúng ta có thể bị chậm lại 5-10 phút nhưng nó sẽ tránh những trường hợp giống như chúng ta xảy ra, các bạn xảy ra. Trong nhồi máu não do dung nhĩ thì rất hay hình thành các cục máu đông ở tiểu nhĩ. Và khi chúng ta dùng tiêu sợi huyết thì có thể làm tiêu cục máu đông ở trên não, nhưng mà cái huyết khối ở tiểu nhĩ lại có thể bị nứt ra và nó sẽ tạo ra những huyết khối nhỏ hơn lại bắn lên tiếp tục.
Chiều hôm nay thì chắc là theo ý kiến anh Hà, chúng ta không thể nào tiếp tục tiêu sinh đất lần 2 được, đúng không ạ? Lúc ấy trong bệnh viện nếu có được thì chúng ta chỉ có thể chỉ định là dùng hút huyết khối bằng qua can thiệp. Nhưng tuy nhiên là tôi biết là Ngọc Lặc cái này chúng ta chưa có. Như vậy là đây là một trường hợp chúng ta bị bó tay. Ngược lại nếu mà chúng ta có máy siêu âm tim tại giường, chúng ta thấy bệnh nhân không có bục máu đông thì mình sẽ yên tâm là làm tiêu sinh huyết. Do đó tôi đề nghị nếu mà được thì nên triển khai làm siêu âm tim cho những bệnh nhân trước khi tiêu sợi huyết ở bệnh nhân dung nhĩ hoặc là hẹp hay là khít. Vâng. Em có câu hỏi nào được không? Vâng. Thưa thầy, em xin hỏi thêm một chút là cái cách chấm điểm nít ạ, đặc biệt là ở cái mục mà vận động điều phối ạ, thì cái này em chưa rõ lắm, em xin thầy hướng dẫn em một chút ạ. Cảm ơn thầy. Điểm nít là có một cái chương trình hướng dẫn và chúng ta có một cái chương trình thi, các bác sĩ khi làm đột quỵ ấy là chúng ta sẽ phải thi chứng chỉ đấy, và nó có khoảng 6 cái module để chúng ta sẽ học cái chứng chỉ đấy, nên là nếu mà bạn muốn triển khai ấy là bạn phải học chương trình đấy và chúng tôi phải thi ạ. Tất cả các bác sĩ chúng tôi đều phải học chứng chỉ đấy và phải thi, nó có 6 module ạ. Vâng, và tôi cũng đề nghị luôn anh Hải với anh Hà, hôm nay hai trưởng phó khoa ở đây, chúng ta làm hướng dẫn bằng clip nhá. Tôi đặt hàng phòng công nghệ thông tin và phòng truyền thông sẽ hỗ trợ cùng mình làm hướng dẫn cách chống điểm nít bằng qua các clip và chúng ta sẽ triển khai rộng rãi trên mạng. Anh cho thi cho điểm thì là cho, nhưng mà cái này sẽ là hỗ trợ vì đi học về chắc là bạn này có bằng rồi đấy, nhưng mà khó hiểu là cũng không giải thích được đâu nhé. Cảm ơn thầy à. Cuối cùng trước khi chuyển sang báo cáo thứ hai, tôi muốn xin một cái ý kiến cuối cùng của một đầu cầu mà tôi đã đến thăm, làm mà tôi trực tiếp chứng kiến tiêu sợi huyết ở phòng CT scan, đấy là đầu cầu bệnh viện Tân Uyên Lai Châu. Xin phép đầu cầu Tân Uyên Lai Châu, có bác sĩ nào có khả năng nắm được vấn đề về tiêu sợi huyết thì có thể cho bọn tôi khi khó khăn gì khi triển khai tiêu sợi huyết tại phòng CT. Xin mời đầu cầu Tân Uyên ạ. Mình chưa làm đúng không? CT huyết không có. Mình đã đúng rồi. Vâng. Các thầy cô phải chuyển đến Hà Nội. Tất nhiên thì xin báo cáo với thầy là ở trên này chúng ta chưa triển khai được cái việc này. Vâng. Thế là trong tương lai gần anh có thể quyết tâm triển khai cái này không ạ? Vì tôi biết là bệnh nhân rất đông ở trên Tân Uyên đúng không ạ? Bệnh nhân mà đột quỵ. Vâng. Có khó khăn gì nữa thì triển khai rất... cái vướng mắc nhất của anh bị khó khăn khi triển khai cái này ở bệnh viện chúng ta là gì? Dạ vâng, báo cáo này là hiện tại bây giờ thì trên cái thiết bị để chẩn đoán ấy, đặc biệt là cái máy CT scan thì em chưa có. Vâng. Vâng, thế mà thì cũng chính vì vậy qua cái đầu cầu này tôi cũng rất mong muốn bệnh viện Tân Uyên, đặc biệt là Sở Y tế Lai Châu cũng như là lãnh đạo tỉnh Lai Châu cố gắng trang bị được cho những bệnh viện huyện ít nhất được một cái máy CT, đặc biệt là những bệnh viện đa khoa khu vực và bệnh viện phụ trách một cái vùng núi rất lớn như là Tân Uyên. Vì với cái máy CT này thì rất nhiều bệnh nhân đột quỵ có thể sẽ được chữa khỏi. Vâng, cảm ơn đầu cầu Tân Uyên ạ. Xin phép chúng ta chuyển sang bài báo cáo thứ hai của bác sĩ Đỗ Giang Phúc. Bác sĩ Phúc sẽ nói về phác đồ tiêu sợi huyết trong tắc động mạch phổi cấp. Đây là một cái bệnh lý mà tôi nghĩ là cũng tưởng là ít gặp, nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu vào nghĩ đến nó, tìm nó thì tôi nghĩ là chắc chắn bệnh viện nào của chúng ta cũng sẽ gặp. Vì nó liên quan đến rất nhiều, liên quan đến quá trình điều trị của người bệnh ngay tại trong bệnh viện. Rất nhiều các trường hợp bệnh nhân chúng ta bị đột tử, bị không rõ nguyên nhân, đấy là nguyên nhân do tắc cái mạch động mạch phổi, do huyết khối ở tĩnh mạch sâu bắn lên. Xin mời thầy Phúc. Kính thưa phó giáo sư Hiểu, kính thưa các anh chị đồng nghiệp quý ở các đầu cầu. Hôm nay được sự phân công của bệnh viện thì em xin trình bày một bài báo cáo ngắn về vấn đề là tiêu sợi huyết trong tắc động mạch phổi cấp. Thì đây là những cái vấn đề cơ bản nhất, đơn giản nhất để các anh chị có thể nắm được cái vấn đề. Để khi mà bệnh nhân thì mình nghĩ tới cái này để mình có thể hội chẩn để đưa ra những biện pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Thì tiêu sợi huyết tắc động mạch phổi đấy là tình trạng của có hình thành các cục máu đông gây bít tắc các động mạch phổi. Những cái huyết khối này thì thường hình thành từ các huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi thường là ở chi dưới. Khi những cái huyết khối này bắn ra ngoài đi vào trong thành mạch về tim phải và bắn lên động mạch phổi. Đây là những cái bệnh lý có tỷ lệ tử vong rất cao và là một trong ba bệnh lý gây tử vong hàng đầu bệnh nhân nội khoa nhập viện, chỉ tắc động mạch phổi chỉ xếp sau nhồi máu cơ tim và đột quỵ não. Việc chẩn đoán và điều trị vô cùng khó khăn tại vì cái lâm sàng và chẩn đoán của bệnh nhân còn rất nhiều vấn đề. Nếu mà không điều trị thì hậu quả để lại rất nặng nề,
có thể tử vong đột ngột tại viện mà không lý giải được, gây rất nhiều vấn đề cho các bác sĩ ở trong bệnh viện. Kể cả khi bệnh nhân mà qua khỏi được thì cái huyết khối tái phát hay các hội chứng sợ huyết khối suy tim cũng để lại những cái di chứng nặng nề và đòi hỏi điều trị tốn kém kéo dài. Đây là cái vòng xoắn sinh lý bệnh của các bệnh nhân tắc động mạch phổi. Khi các cục huyết khối bít tắc cái đường ra của thất phải, nó gây quá tải thất phải và hoạt hóa một loạt các quá trình sinh lý bệnh, gây hậu quả cuối cùng đó là sốc tim và tử vong. Để cắt đứt được vòng xoắn bệnh lý này thì việc mình cần thiết sẽ phải là khơi thông dòng chảy của động mạch phổi, mà tiêu sợi huyết nó chỉ là một trong các biện pháp khơi thông dòng chảy này. Nếu mà không khơi thông được dòng chảy này mà chỉ điều trị chống đông thì tỷ lệ tử vong vẫn còn rất cao, từ 2-8%. Về chẩn đoán thì về lâm sàng thì thực tế không có một triệu chứng nào đặc hiệu của bệnh nhân tắc động mạch phổi cả. Các triệu chứng như đau ngực, ho ra máu, hồi hộp chống ngực, ngất hay là tụt huyết áp thì đều có thể dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác, đặc biệt là các bệnh lý như viêm phổi, tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi hay là nhồi máu cơ tim. Thậm chí đã có nhiều bệnh nhân là nhồi máu cơ tim được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim lên trên bàn chụp mạch vành rồi nhưng không thấy huyết, không thấy tắc động mạch vành, mà khi quay sang chụp động mạch phổi thì lại tắc động mạch phổi. Những trường hợp đấy là thực tế đã có rồi. Tuy nhiên có một số các dấu hiệu mình có thể nghĩ tới để bệnh nhân có tắc mạch phổi, đó là chẳng những một số cái bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như là bệnh bất động nằm nâu, sau mổ có chấn thương các vùng chi dưới, bệnh lý ung thư hay là có huyết khối, có bệnh lý hệ thống, và đặc biệt là khi mà thấy là bệnh nhân tự nhiên sưng một chân lên thì đấy là những cái dấu hiệu mà mình có thể bắt buộc phải nghĩ đấy là bệnh nhân có tắc mạch phổi hay không. Và như các câu kinh điển mà các thầy vẫn hay dạy đấy là tắc động mạch phổi thì phải nghĩ đến thì mới chuẩn đoán được. Để khi mà mình đã nghĩ đến rồi thì mình sẽ phải tính các thang điểm để đánh giá, để lượng giá xem là bệnh nhân có nguy cơ bị tắc động mạch phổi hay không. Thì có hai cái thang điểm là thang điểm Well và thang điểm Geneva cải tiến. Thì với độ nhạy và độ đặc hiệu thì hai thang điểm này là gần như tương đương với nhau. Đã có những cái đề luận văn nghiên cứu thì đã chứng minh là hai cái thang điểm này hoàn toàn có thể thay thế được cho nhau. Tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo là anh chị ở các tuyến nên dùng cái thang điểm Geneva, tại vì thang điểm Well mặc dù nó đơn giản, ít chỉ số hơn nhưng nó có một cái điểm đấy là được chấm 3 điểm ở trong cái thang điểm Well, đó là ít nghĩ tới các nguyên nhân khác, những cái đấy thì rất là trừu tượng và thường là cái thang điểm đấy là dành cho chuyên gia. Còn thang điểm Geneva thì hoàn toàn có các thông số như tuổi, các lâm sàng mình khám được và không cần cái cận lâm sàng gì quá sâu cả. Và khi mà cái điểm của điểm Geneva mà cao thì mình có thể xem xét là phải tìm các biện pháp để chuẩn đoán xem bệnh nhân có bị tắc mạch phổi hay không. Về các cận lâm sàng của bệnh nhân thì trên điện tâm đồ mình thấy bệnh nhân có một cái nhịp nhanh xoang, và khi bệnh nhân có cái tình trạng tâm phế cấp thì mình có thể thấy được cái dấu hiệu S1, Q3, T3 trên điện tâm đồ. Những cái dấu hiệu này thì tẹo sẽ có một cái ca lâm sàng ở dưới để minh họa cho các anh chị. Tình trạng X-quang thì có cái dấu hiệu phổi quá sáng và đám mờ ngoại vi ở phổi. Tuy nhiên những cái dấu hiệu này cực kỳ là khó và mình không để ý tới thì mình không thấy được. Nhiều trường hợp là bệnh nhân tắc động mạch phổi trên nền của bệnh nhân ung thư phổi hay là viêm phổi thì cái tình trạng mà cái X-quang này nó thì không còn điển hình nữa. Trên khi máu động mạch chúng ta có thể thấy được cái tình trạng kiềm hô hấp, giảm oxy hóa máu hay tăng chênh áp oxy qua màng phế phân năng mau mạch, mà ta có thể tính được cái A lớn A nhỏ DPO2 đấy, thường là trên 50 thì đấy thể hiện là vết săn ở trong phổi. Các cái xét nghiệm Dedimer, đây là cái điểm mới nhất ở trong cái khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu năm 2019. Trước đây khi mà để chuẩn đoán bệnh nhân có tắc mạch phổi hay không thì xét nghiệm Dedimer trên thường lấy cái cut off là 500. Tuy nhiên nó sẽ có rất nhiều trường hợp bệnh nhân có thể tăng Dedimer như bệnh nhân bất động nằm nâu hay sau mổ thì Dedimer tăng rất cao. Thì cái khuyến cáo mới của năm 2019 của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu thì người ta chia làm hai mức. Đối với những bệnh nhân mà có tuổi dưới 50 thì lấy cái mức ngưỡng cut off như trước kia, cái ngưỡng đấy vẫn là 500 nanogram trên ml. Còn nếu mà bệnh nhân mà trên 50 tuổi thì cái ngưỡng đấy thì sẽ lấy 10 lần nhân với tuổi. Ví dụ như một bệnh nhân 64 tuổi thì cái ngưỡng mà để chuẩn đoán tắc động mạch phổi đối với các bệnh nhân đấy là 640. Siêu âm tim là một cái biện pháp rất có giá trị ở trong chẩn đoán tắc động mạch phổi khi có thể thấy được giãn thất phải, tăng áp động mạch phổi hay huyết khối buồng tim, và khi chụp được CT động mạch phổi thì ta có thể confirm được chẩn đoán. Đây là một cái hình ảnh siêu âm tim được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khi mà có thể thấy được đây là cái huyết khối ở trong buồng tim được ghi lại. Đấy là các khối ở trong di động trong buồng tim, và các bệnh nhân này thì có chỉ định tiêu sợi huyết tại vì cái huyết khối này hoàn toàn bắn lên động mạch phổi gây tình trạng tắc cấp và có thể sốc và tử vong rất nhanh chóng. Phía trên đây là hình ảnh huyết khối vắt ngang qua thân động mạch phổi, có thể thấy được trên phim chụp CT các lớp vi tính, và hình ảnh ở dưới là cũng là hình ảnh là huyết khối lấy ra được khi bệnh nhân được mổ. Đây cũng là bệnh nhân thực tế, cũng nằm ở bệnh viện Đại học Y. Tuy nhiên khi đó thì chúng ta đã phải chuyển bệnh nhân sang bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật. Hy vọng là trong tương lai thì bệnh viện có thể tiến hành được phẫu thuật được những cái trường hợp này. Khi mà đã
Chẩn đoán được bệnh nhân tắc động mạch phổi, chúng ta phải làm một việc tiếp theo, đó là phân tầng nguy cơ. Một, để đánh giá xem nguy cơ của bệnh nhân có nguy cơ tử vong ở mức độ nào, từ đó chúng ta có các cái giải thích phù hợp cho gia đình. Cái thứ hai của việc phân tầng nguy cơ là chúng ta đưa ra cái chiến lược điều trị cho bệnh nhân. Để đánh giá được phân tầng nguy cơ, chúng ta cần tính thang điểm PERCY cho bệnh nhân. Trên màn hình đó là cái thang điểm PERCY, thì có hai thang điểm là PERCY kinh điển với rất nhiều chỉ số và điểm khác nhau rất là khó nhớ, và thang điểm PERCY rút gọn. Thì chúng tôi khuyến cáo là nên dùng cái thang điểm PERCY rút gọn này, thì chỉ cần một trong các yếu tố được đánh một điểm ở đây là bệnh nhân đã có nguy cơ tử vong cao. Đây là phân tầng nguy cơ của bệnh nhân, thì chúng ta phân tầng nguy cơ nằm cao, trung bình và thấp. Đặc biệt với các cái phân tầng này thì chúng ta sẽ có được cái xử trí khác nhau. Ví dụ như phân tầng nguy cơ tử vong cao là chỉ cần bệnh nhân có rối loạn huyết động, sốc hoặc tụt áp, bắt được đánh màu đỏ đấy ạ, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải tiến hành tiêu sợi huyết cho bệnh nhân. Mức độ nguy cơ trung bình thì chia làm nguy cơ trung bình cao và nguy cơ trung bình thấp, dựa vào yếu tố đấy là bệnh nhân không có rối loạn huyết động, tuy nhiên có nguy cơ tử vong cao dựa trên thang điểm PERCY, có rối loạn chức năng thất phải và tăng cho troponin T, được xếp vào yếu tố nguy cơ trung bình cao. Trong cái khuyến cáo để xử trí các trường hợp này, chúng ta sẽ cần phải theo dõi sát bệnh nhân và có thể tiến hành tiêu sợi huyết và tái thông mạch máu cho bệnh nhân. Các cái trường hợp mà nguy cơ trung bình thấp chỉ cần nhập viện và dùng thuốc chống đông, hay nguy cơ thấp thì theo các khuyến cáo là hoàn toàn có thể cho bệnh nhân về nhà dùng thuốc chống đông. Đây là cái phác đồ điều trị mới được ban hành năm ngoái của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu năm 2019. Thì theo cái sơ đồ này thì ngay cái việc khi bệnh nhân được chuẩn đoán là tắc động mạch phổi thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đấy là cho bệnh nhân thuốc chống đông. Thuốc chống đông ở đây thì sẽ là bao gồm có heparin chuẩn hay là heparin trọng hay không phân đoạn, hoặc là enoxaparin, tức là heparin trọng lượng phân tử thấp, hay là các thuốc chống đông đường uống thế hệ mới. Đây là các thuốc có thể cho ngay lập tức, tại vì bệnh nhân thì những cái thuốc này có thời gian khởi phát tác dụng ngắn. Một số các anh chị ở tuyến dưới khi theo học về đến bệnh viện Đại học Y thì có nhầm lẫn thuốc chống đông là hoàn toàn khác với các thuốc kháng tiểu cầu, chứ không bệnh nhân các anh chị có hỏi là có dùng aspirin hay là Plavix được không, thì cái này hoàn toàn không, tại vì các bệnh lý nó khác nhau. Cũng giống như trong nhồi máu cơ tim, khi mà đã chuẩn đoán được thì mình cho cái liều chống đông chống kháng tiểu cầu ban đầu hay là chống đông ban đầu đối với tắc động mạch phổi là rất hết sức quan trọng. Nó có thể chuyên để điều trị ngay, cải thiện ngay được tình trạng, nhưng nó sẽ giúp là cho bệnh nhân không nặng thêm. Sau khi cho chống đông xong, chúng ta sẽ đánh giá phân tầng nguy cơ và đưa ra các thái độ xử trí phù hợp, giống như cái bảng phân loại nguy cơ em đã trình bày ở slide trước. Các biện pháp kèm mình song song với đó là các biện pháp điều trị khác cần tiến hành, đó là tiến hành oxy liệu pháp, tiến hành hồi sức huyết động cho vận mạch nếu cần. Các biện pháp tái tê máu động mạch phổi thì thường bây giờ được nói đến 3 biện pháp chính. Một là biện pháp tiêu sợi huyết ít xâm lấn nhất và có thể tiến hành được ở các cơ sở tuyến dưới. Các biện pháp khác như là can thiệp hút huyết khối qua cateter hay là mổ lấy huyết khối là các cái xâm lấn cực kỳ sâu, nặng, yêu cầu cần phải có trình độ kỹ thuật và đầy đủ các phương tiện thì mới tiến hành được. Và khi mà các biện pháp này thất bại thì có thể mình phải tính biện pháp là ECMO cho bệnh nhân. Bên cạnh một cái chỉ định của tiêu sợi huyết đã được trình bày ở trên, thì có một số trường hợp cần cân nhắc tiêu sợi huyết, đấy là trong các trường hợp tắc động mạch phổi có ngừng tuần hoàn, tắc động mạch phổi có huyết khối bùng tim phải hay là có giảm oxy hóa máu nặng. Đây là những trường hợp cần thiết mình cần phải hội chẩn ý kiến chuyên gia để tiến hành cho bệnh nhân. Tương tự như ở trong tiêu sợi huyết trong nhồi máu não thì những cái chống chỉ định của tiêu thuốc tiêu sợi huyết cần phải được tôn trọng và phải chấm điểm các thứ rất là sát. Tại vì khi mà mình tiêu sợi huyết mà bệnh nhân có chống chỉ định, khi mà bệnh nhân có tình trạng chảy máu thì mình một là khắc phục hậu quả nó rất nặng nề, hai là bệnh nhân các giải thích cho bệnh nhân và gia đình cũng là một điều rất là khó khăn. Về liều thuốc tiêu sợi huyết thì có hai liều, liều chuẩn tức là liều full dose được khuyến cáo thì hầu hết các nước ở châu Âu sử dụng, là liều sử dụng một đường 100mg chuyển liên tục, truyền tĩnh mạch liên tục trong 2 giờ. Và liều thứ hai là liều thường được dùng ở châu Á với các đối tượng bệnh nhân cân nặng thấp như ở Việt Nam, Nhật Bản và vẫn được Hiệp hội Tim mạch châu Âu khuyến cáo, đấy là liều bonus dose, đó là dùng liều 0.6mg trên kg cân nặng, truyền tĩnh mạch trong vòng 15 phút. Thì có một điểm khác đối với tiêu sợi huyết trong nhồi máu não là trong nhồi máu não chúng ta có liều bonus, tức là có thể 10-15% cái liều tiêu sợi huyết ngay ban đầu, trong khi đó thì tiêu sợi huyết cho bệnh nhân tắc động mạch phổi thì chúng ta sẽ truyền liên tục luôn. Giữa hai cái liều này thì chúng tôi đã có tiến hành một số các đánh giá nghiên cứu ở Việt Nam, thì các cái liều thấp này thì đã được tiến hành ở cả Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh ở Ninh Bình hay là ở trong thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, thì cái hiệu quả nó tương đối tốt và nguy cơ chảy máu không quá cao.
Về cái chống đông thì vẫn là làm nền tảng cho cái tiêu thúc tiêu sợi huyết này. Chúng ta ưu tiên dùng heparin chuẩn. Heparin này sẽ dừng ngay trước tiêu sợi huyết và bắt đầu lại sau 30 phút tiêu sợi huyết. Heparin thì nó có ưu điểm là cái thời gian khởi phát tác dụng nhanh. Chúng ta có thể theo dõi liên tục bằng cái xét nghiệm đó là APTT hoặc là cái ACT ở một số đơn vị có thể có. Thứ nữa là chúng ta có heparin này dùng được cho các bệnh nhân béo phì, quá cân hay là có bệnh nhân suy thận thì chúng ta có thể chỉnh liều được một cách dễ dàng. Thứ nữa đó là heparin chuẩn thì chúng ta có antidote, đấy là cái protamin sulfat có thể trung hòa hoàn toàn cái tác dụng của heparin này nếu một tình trạng chảy máu xảy ra. Đây là cái phác đồ chỉnh liều heparin mà chúng tôi tiến hành ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thì dựa vào cái APTT dây hoặc là APTT bệnh chứng chứng từ xét nghiệm sau 4 đến 6 giờ chúng ta sẽ có cái biện pháp thay đổi hoặc là bonus liều heparin để làm sao đạt được cái APTT đích từ 1,5 đến 2,3. Về việc duy trì chống đông thì chúng ta vẫn phải liên tục duy trì chống đông ít nhất là 3 tháng sau khi phát hiện bệnh. Nếu mà có tái phát hoặc có yếu tố khởi phát không khắc phục được, ví dụ như là bệnh nhân ung thư, bệnh nhân nằm liệt giường, bệnh nhân có bệnh lý tăng đông thì chúng ta sẽ phải dùng cái chống đông này suốt đời. Lựa chọn cho các chống đông này dùng suốt đời này có thể là dùng kháng vitamin K hoặc là rivaroxaban. Việc khi mà chuyển chống đông đường uống khi nào thì chúng ta sẽ chuyển khi mà bệnh nhân ổn định, huyết động ổn định, có kế hoạch cho bệnh nhân chuyển khoa ra viện và đặc biệt là bệnh nhân có thể uống được. Thì sau đây em xin đưa ra một cái ca lâm sàng điển hình ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thì đây là bệnh nhân nữ 72 tuổi, địa chỉ ở Đống Đa, Hà Nội. Thì vào viện vì lý do khó thở, tụt huyết áp. Bệnh nhân thì có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân trước vào viện 10 ngày thì bệnh nhân đau bụng, bí trung đại tiện. Ở bệnh viện tuyến cơ sở thì được chẩn đoán là tắc ruột cho bã thức ăn. Bệnh nhân được mổ cấp cứu. Tuy nhiên sau 9 ngày mổ thì bệnh nhân vết mổ chưa liền nhưng mà bệnh nhân đã ổn định, đã trung tiện, đi ngoài được, đã ăn lại. Đến 17 giờ ngày 18 tháng 2 thì bệnh nhân đột ngột khó thở dữ dội, thở nhanh, vật vã, huyết áp là có 70-40mm thủy ngân. Bệnh nhân đã được chụp CT scan động mạch phổi và thấy là huyết khối lấp đầy cả hai nhánh động mạch phổi. Thì bệnh nhân ban đầu đã được xử trí là bệnh nhân thở oxy mắt túi, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, dùng hai vận mạch, dùng kháng sinh và chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên cái quan trọng là cần dùng chống băng ban đầu, trong trường hợp này thì các anh ấy lại quên mất. Đây là phim CT ở cái tuyến ban đầu, chúng ta có thể thấy là huyết khối. Đây là thân động mạch phổi và tách ra làm hai nhánh động mạch phổi trái, động mạch phổi phải. Thì có thấy huyết khối lấp ở các nhánh động mạch phổi. Thì diễn biến ở tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thì tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì bệnh nhân tỉnh khó thở, nhịp thở ấn thận 32 lần trên phút, mạch rất nhanh 113 lần trên phút, huyết áp là 120/80mm, thủy ngân duy trì hai vận mạch và đang phải thở oxy mắt túi. Các cận lâm sàng tiến hành được thì bệnh nhân đã có thấy được là cái tâm đồ của bệnh nhân có S1Q3T3. Có bệnh nhân được siêu âm tim tại giường thì áp lực độ mạch phổi tăng và có cấu trúc bất thường trong thất phải. Đây là điện tâm đồ của bệnh nhân ạ. Chúng ta có thể thấy là sóng S sâu ở Q1, Q sâu ở D3 và có T âm ở D3. Đây là một trường hợp tâm phế kết rất điển hình. Đây là siêu âm tim thì đã có huyết khối nhưng ở trong buồng tim phải. Bệnh nhân được chẩn đoán là tắc động mạch phổi cấp, huyết động không ổn định sau mổ tắc ruột ngày thứ 10 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân đã được xử trí được nằm cao, thở oxy mắt túi, được dùng luôn heparin và xét dùng thuốc tiêu sợi huyết. Bệnh nhân chỉ định là do tắc động mạch phổi cấp có sốc, có rối loạn chức năng thất phải. Tuy nhiên có chống chỉ định là bệnh nhân mới phẫu thuật, vết mổ thì chưa liền, mới đặt catheter tĩnh mạch trung tâm đường cao bên phải. Tuy nhiên chống chỉ định này tương đối, tại thời điểm đó thì mình chưa thể xét áp được lấy huyết khối qua đường catheter, nên bệnh nhân đã được xin ý kiến của chuyên gia và tiến hành tiêu sợi huyết liều 0,6mg/kg trong 15 phút. Thì diễn biến sau đấy thì bệnh nhân rất tốt và bệnh nhân đã đỡ khó thở và ngay mình có thể thấy trên lâm sàng bệnh nhân mạch giảm, đỡ đau ngực. Bệnh nhân tiếp tục duy trì phác đồ chống đông và sau đấy thì bệnh nhân đã được chuyển thở oxy kính, không có chảy máu, được chuyển thuốc chống đông đường uống và ra viện sau 10 ngày. Chụp lại sau 1 tháng thì bệnh nhân hoàn toàn hết huyết khối. Em xin kết luận là tác động mạch phổi là một bệnh lý rất nguy hiểm, chúng ta cần phải nghĩ đến mà chuẩn đoán được và tiêu sợi huyết là biện pháp hiệu quả có thể điều trị được và có thể thực hiện ở tuyến cơ sở. Em xin hết ạ. Vâng, vì lý do là quá giờ, do đó lần sau chúng ta phải cố gắng chuẩn bị bài báo cáo ngắn xúc tích và để đúng cái thời gian để các bạn có thể có nhiều các câu hỏi. Bây giờ chúng tôi sẽ xin để lại câu hỏi, trả câu hỏi các bạn sẽ gửi sau. Xin phép tiếp tục liên tục bài báo cáo của thầy Hải. Vì trong cái bài báo cáo vừa qua của chỗ thầy Phúc thì tôi thì có một cái nhận xét đấy là hiện nay chúng ta vẫn còn rất nhiều cái điểm gọi là điểm vùng xám, đúng không ạ? Ngay cả ca lâm sàng mà thầy Phúc đưa ra, bây giờ nhỡ bệnh nhân không tốt lên thì thầy sẽ bị người ta nói đến đấy, đúng không ạ? Thầy lý giải thế nào được khi mà bệnh nhân đang vừa mới mổ xong, vết mổ chưa liền và cho tiêu sợi huyết? Thế thì chúng ta tất cả khi mà chúng ta có truyền hình trực tuyến telemedicine, tất cả trường hợp đấy tôi đề nghị chúng ta nên
các đầu cầu chúng ta nên phối hợp với nhau để chúng ta có những cái đồng thuận, cái consensus giữa các bác sĩ, các vụ việc nhau, và chúng ta sẽ quyết định theo cùng một hướng. Xin mời thầy Hải ạ. Vâng ạ, kính thưa thầy Lân Hiếu và kính thưa quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu truyền hình. Thì cái bài tiếp theo và chúng tôi cũng liền mạch đó là nói về cái thuốc tiêu xuất huyết trong những trường hợp tắc mạch. Ở trong trường hợp này là rất đặc biệt, đó là nhồi máu cơ tim cấp. Như chúng ta đã biết thì bệnh viện Đại học Y đã có cái trang bị máy chụp mạch vành từ ngay từ đầu. Vì vậy là ngay cả chúng tôi thì cái việc mà dùng thuốc tiêu xuất huyết cho nhồi máu cơ tim cấp là cũng không được đặt ra. Tuy nhiên là thời gian gần đây thì giáo sư Lân Hiếu cũng đã tổ chức và phát triển và cũng mong muốn được những bệnh nhân ở những nơi xa có thể sử dụng cái thuốc tiêu xuất huyết rất là kinh điển này để điều trị cho những trường hợp nhồi máu cơ tim ST change. Và trước khi vào bệnh nhân những bệnh viện đó được trang bị máy chụp mạch. Thì đây là hai cái ca lâm sàng mà tôi cũng xin từ các quý đồng nghiệp ở các bệnh viện quận trong thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nữ 80 tuổi vào viện với đau ngực cấp giờ thứ hai và nhịp tim lúc vào là 45 lần phút, huyết áp thì tụt 70-40 và nhồi trên điện tim có cái ST change cái D2, D3 và AVF chúng ta thấy. Bệnh nhân được dùng vận mạch và đặt tạo máy tạo nhịp tạm thời. Bệnh nhân cũng được xem xét tái tư máu mạch vành bằng các phương pháp khác nhau, trong đó chụp mạch can thiệp. Tuy nhiên, bệnh nhân này gia đình rất là khó khăn và bệnh nhân không có thể để đặt điều kiện kinh tế đặt để chụp mạch vành đặt stent. Bệnh nhân đã các bác sĩ đã quyết định dùng thuốc Anteplas liều chuẩn cho bệnh nhân. Và sau dùng 60 phút thì chúng ta thấy cái mạch đã có những dấu hiệu tái thông, hồi phục nhịp xoang và hết ST change. Và đây là một cái ca thứ hai, bệnh nhân nữ 60 tuổi vào viện vào cấp cứu vì đột ngột đau ngực trái, vã mồ hôi kèm theo khó thở kiểu chèn ép. Bệnh nhân tiền sử tăng huyết áp tiểu đường tiếp 2 và không điều trị thường xuyên. Và trên điện tim thì chúng ta thấy rất là rõ ST chênh lên D2, D3, AVF. Và bệnh nhân còn được làm V3, V4R cũng có ST chênh. Và xét nghiệm ban đầu thì men tim còn chưa kịp tăng. Và bệnh nhân đã được hội chẩn với các chuyên gia thì chẩn đoán đây là một nhồi máu cơ tim thất phải. Và điều trị theo phác đồ thường quy và chuyển chụp mạch vành can thiệp. Tuy nhiên là cũng là một hoàn cảnh tương tự, là bệnh nhân rất là nghèo, bệnh nhân đi làm nghề giúp việc trong thành phố Hồ Chí Minh và không có điều kiện để can thiệp mạch vành. Và bệnh viện cũng đã hội chẩn và cho bệnh nhân thuốc thuốc tiêu xuất huyết. Và sau 5 phút chuyển thuốc tiêu xuất huyết bolus thì bệnh nhân đã giảm được cơn đau ngực và cái ST đã giảm chênh. Và những giờ sau đó thì bệnh nhân cũng được theo dõi thì có cái xuất hiện nhiều ngoại tâm thu thất, sau đó giảm dần và những giờ sau thì hoàn toàn bình thường và bệnh nhân hồi phục hoàn toàn sau đó. Và đây là cái điện tim mà chúng ta có thể thấy được. Như chúng ta đã biết cái định nghĩa rồi, nhồi máu cơ tim thì là cái định nghĩa của Hội Tim Mạch Châu Âu thì đưa ra rằng sự tăng hoặc là giảm của các men tim và có thể kèm thêm một trong những cái ít nhất một trong những dấu hiệu lâm sàng, đó là bệnh nhân có dấu hiệu của thiếu máu, bệnh nhân có thay đổi của điện tim, bệnh nhân có thể ST change hoặc là block những trái mới xuất hiện, hay là bệnh nhân có cái sóng quy hoặc là trên điện tim, hay là trên hình ảnh học thì đã có thấy mất những vùng cơ tim, hay là có huyết khối khi chụp thể động mạch vành hay là phẫu thuật tử thi. Thì với ST change thì chúng tôi cũng không định nghĩa thêm nữa vì đây là vấn đề rất là cơ bản trong tim mạch. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh cái giai đoạn nhồi máu cơ tim thì chúng ta thấy là cái ST change ở cái vị trí B, C và D. Và có 4 phương pháp để điều trị tái tư máu. Thứ nhất là dùng thuốc tiêu xuất huyết theo rất là kinh điển. Thứ hai là can thiệp mạch vành qua da tiên phát lần đầu. Và thứ ba là can thiệp mạch vành qua da sau khi dùng thuốc tiêu xuất huyết. Và thứ tư là phẫu thuật bắc cầu nối mạch vành. Và năm 2020 trên tạp chí UpToDate thì Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ hay trường môn tim mạch Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một cái câu như thế này: mặc dù nhấn mạnh vào các chiến lược tái thông mạch vành dựa vào can thiệp qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim ST change, tuy nhiên điều trị tiêu xuất huyết vẫn rất quan trọng vì nhiều bệnh viện không thể tiến hành can thiệp mạch vành qua da cấp cứu và vì thời gian chuyển đến bệnh viện có thể vượt quá thời gian khuyến cáo. Và trên đây thì chúng ta cũng thấy là lợi ích của thuốc tiêu xuất huyết đã được chứng minh trong nhồi máu cơ tim cấp ST change nên là rất là rõ ràng, và cái thời gian của nó còn khuyến cáo ngay cả khi triệu chứng khởi phát đầu tiên đã xuất hiện từ 12 giờ trước. Và thời gian chỉ định ở đây được khuyến cáo trong vòng 12 giờ đầu là trong vòng 12 giờ. Thì chúng ta thấy là khuyến cáo mức độ 1A. Và thuốc tiêu xuất huyết thì các bạn cũng đã được nghe các báo cáo viên trước nói về các chỉ định và chống chỉ định, tôi cũng không nói thêm nữa. Và nên bắt đầu tiêu xuất huyết càng sớm càng tốt, ngay sau khi có chỉ định,
không cần đợi kết quả của men tim, và thời gian tính từ lúc tiếp xúc đầu tiên với nhân viên y tế đến lúc bắt đầu truyền thuốc tiện xuyết nên cố gắng là dưới 30 phút. Vì làm càng sớm càng tốt thì tỷ lệ tử vong càng thấp, như chúng ta thấy cái sơ đồ trên đây. Và việc dùng thuốc tiêu xuyết trong nhồi máu cơ tim ST chain lên thì có những ưu điểm nào? Đó là nhanh, đơn giản, có thể thực hiện ở phòng cấp cứu, thậm chí khi cấp cứu ngoại viện. Và chúng ta biết là có một cái trường hợp bệnh nhân mà người nước ngoài đi du lịch ở Vịnh Hạ Long, như tôi biết là 5-6 năm về trước, có một đoàn những người về hưu, người ta đã đi du lịch bệnh ra Vịnh Hạ Long, và người ta đã mang cả máy điện tim, mang cả thuốc tiêu xuyết huyết, và người ta hoàn toàn tiêu xuyết huyết cho một bệnh nhân có ST chain ở trên thuyền. Và chúng ta là hoàn toàn cũng làm được điều đó. Và thứ đặc biệt nữa là ưu điểm là chi phí thì không cao. Tuy nhiên nhược điểm cũng có một số nhược điểm, đó là có hiệu quả trong những giờ đầu và nhiều bệnh nhân có chống chỉ định, và tỷ lệ xuất huyết nội sọ ở những người lớn tuổi còn cao, và khả năng tái lập dòng chảy tim và động mạch thủ phạm chỉ có khoảng 50-60%. Và loại thuốc tiêu huyết có những loại nào thì chúng ta biết là có loại phía bên tay trái, chúng ta đây gọi là những loại mà không đặc hiệu, những loại kinh điển như Cetokinase hay Urokinase chúng ta có. Và những loại đặc hiệu mà tìm fibrin để tấn công thì chúng ta thấy rất điển hình của chúng ta là Anteplast. Và điều trị thuốc tiêu xuyết cho hội tim mạch Mỹ cũng khuyến cáo chúng ta có thể lựa chọn một trong những liều sau đây, thuốc sau đây như là Anteplast với cái chế độ liều là bolus 15 truyền mà duy trì 0,75mg trong cân nặng, nhưng tối đa là 50mg trong vòng 30 phút, sau đó 0,5mg cân nặng, tối đa là 35mg trong vòng 60 phút. Và chúng ta cũng có một cái thuốc khác đó nữa là Cetokinase, một thuốc kinh điển, thuốc không chọn lọc, có thể dùng truyền được cái liều 1,5 triệu đơn vị, truyền trong vòng 30 đến 60 phút. Và trên cái sơ đồ trong nghiên cứu Gusto 1 đây thì chúng ta thấy rằng là dùng thuốc tiêu xuyết thì có tỷ lệ tiêu xuyết là ATPA là Anteplast thì thấy có cái tỷ lệ tử vong theo dõi dọc sau đó thì thấp hơn so với cái nhóm khác, đó là Cetokinase và hay là Cetokinase phối hợp với heparin. Và đây là cái sơ đồ chúng ta thấy là đây là cái nhóm mà dùng thuốc Anteplast cộng với heparin thì cái tỷ lệ tử vong thấp hơn so với những nhóm còn lại. Và lựa chọn loại thuốc tiêu xuyết thì nên chọn là chọn loại chọn lọc fibrin, người ta khuyến cáo mức độ 1A, như đây chúng ta thấy là nên loại trung 1B, nên lựa chọn cái loại là chọn lọc. Ý nói rằng là chúng ta dùng có thể trong cái cơ sở chúng ta tới dùng Anteplast sẽ tốt hơn là dùng Cetokinase. Và khi truyền thì thế truyền thuốc tiêu xuyết thì thế nào là truyền thành công, thì người ta đã có những cái điểm gợi ý, đó là đặc điểm gợi ý tái tim máu khi độ đau ngực giảm đi, độ giảm chênh của ST có tăng men tim lên một chút, hay là rối loạn lối dọn nhịp do tái tim máu, và có nhiều yếu tố gây nhiễu nhưng là cái bằng chứng lâm sàng quan trọng nhất đối với đau ngực, còn những vấn đề khác thì đều có chứng cứ. Và thế nào là điều trị tiêu xuyết thành công nữa, thì cái câu chuyện về giảm ST thì người ta thấy là nếu ST giảm chênh trên 50% sau 60-90 phút truyền tiêu xuyết thì gợi ý tái tim máu thành công. Và có cái rối loạn nhịp liên quan đến tái tim máu thì cái này thì thầy Hiếu thì cũng có lẽ cũng biết rất rõ cái việc này, liên quan đến những bệnh nhân mà sau can thiệp thì đó là những sự xuất hiện của nhịp tự thất gia tốc khử cực sớm, thất sớm, hoặc là nhịp chậm mà do phản xạ benzoylarics, hoặc là nhịp nhanh thất đa dạng hay là dung thất, đấy có thể liên quan đến việc mà tình trạng mạch vành tắc nghẽn và bây giờ đã tái tiêu máu trở lại. Tác dụng không mong muốn của thuốc tiêu xuyết chủ yếu là chảy máu, và chúng ta biết chảy máu sợ nhất là chảy máu do chảy máu não. Và việc chảy máu não thì người ta thấy là dùng ở những bệnh nhân dùng Cetokinase thì có cái tỷ lệ chảy máu cao hơn so với những bệnh nhân dùng Anteplast. Và để làm sao để đánh giá được những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu não thì một mặt là chúng ta đã tôn trọng những chống chỉ định của thuốc tiêu xuyết. Nhưng mặt khác đối với những bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì chúng ta có một cái bảng điểm. Người ta là cứ mỗi yếu tố người ta cho một điểm, đó là nếu mà tuổi trên 75 tuổi, chủng tộc là người da đen, về nữ giới, tiền sử đột quỵ, huyết áp tâm thu trên 160. Chúng ta nên lưu ý cái con số huyết áp tâm thu trên 160 vì có những cái bằng chứng đã cho thấy ở chúng ta có những cái ví dụ khi huyết áp quá cao mà chúng ta cho thuốc tiêu xuyết có thể dẫn đến bệnh nhân xuất huyết não cho dù cái bệnh nhân đó là nhồi máu cơ tim hay là tác động phổi. Cân nặng dưới 65kg đối với nữ hoặc là nhỏ 80kg đối với nam, hay INR trên 4 hay là thay bằng PT trên 24 và dùng Anteplast. Ở đây chúng ta thấy nếu có một yếu tố không có một yếu tố thì lệ tái xuất huyết nội sọ sẽ là 0,69%, và nếu trên 5 yếu tố thì tỷ lệ xuất huyết nội sọ sẽ là 4,11%.
và một số cái tác dụng không mong muốn khác của thuốc tiêu suất huyết, đó là phù mạch, là cái kiểu dị ứng ở miệng, ở lưỡi, có thể xuất hiện từ 1 đến 5% các bệnh nhân điều trị bằng anthraplas, và những trường hợp này có thể dẫn đến tắc nghẽn đường thở, đôi khi cần phải can thiệp. Và một số cái bài báo khác cũng có nói về tình trạng phản vệ liên quan đến anthraplas và hội chứng tái tưới máu mạch vành như chúng ta vừa nói lúc nãy. Và điều trị phối hợp thuốc chống đông thế nào thì chúng ta biết nhồi máu cơ tim thì điều trị thuốc chống đông vẫn là cơ bản khi kết hợp với các biện pháp tái tưới máu. Thì chúng ta nói ở đây là cái khuyến cáo mức độ 1A khi chúng ta phải cho thuốc chống đông trong vòng 8 ngày sau đó, và nội dùng inoxaparin đường tĩnh mạch sau đó duy trì bằng tiêm dưới da là khuyến cáo 1A, và có thể thay thế bằng heparin không phân đoạn truyền liên tục theo cân nặng là khuyến cáo mức độ 1C. Và sau khi chúng ta tái tưới máu xong thì cũng đòi hỏi phải chuyển bệnh nhân đến trung tâm tim mạch can thiệp để người ta làm gì để chụp lại xem tái tưới máu chưa. Nói đến đây thì nhiều người lại hỏi tại sao không chuyển luôn đi, thì chúng ta biết rằng cứ mỗi thời gian trôi qua thì mô cơ tim sẽ bị chết, và chúng ta ngay cả khi tự sau chuyển được đến nơi can thiệp mạch nhưng mà muộn quá thì nguy cơ suy tim và những biến chứng có thể có. Vậy đòi hỏi chúng ta là tái tưới máu sớm cho bệnh nhân và sau đó chúng ta chuyển để các nhà tim mạch can thiệp có thể chụp lại mạch vành, và đây là cái khuyến cáo mức độ 1A. Và đây trên đây là cái protocol mà đã được áp dụng ở cái bệnh viện quận trong thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng sẽ giới thiệu qua cho chúng ta. Tuy nhiên là chúng tôi có thể tóm lại bằng cái protocol sau đây, đó là chúng ta có thể dùng thuốc anthraplas hoặc là chúng ta có thể dùng thuốc cetuximab, vì hai lẽ một anthraplas thì có vẻ tốt hơn, phổ biến hơn, tuy nhiên cetuximab sẽ lại rẻ tiền hơn rất nhiều, và anthraplas thì chúng ta dùng hai lọ có thể đến giá thành có thể lên 24-25 triệu, tuy nhiên là dùng cetuximab một lọ chúng ta chỉ có giá có 1,5 triệu, và đây là hoàn toàn đang còn khuyến cáo và chúng ta hoàn toàn thể áp dụng một trong hai phác đồ này. Thứ nhất là đối với phác đồ dùng anthraplas cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST change thì đầu tiên là chúng ta chỉ định cho những trường hợp nhồi máu cơ tim ST change trong vòng 12 giờ và tối ưu là trong vòng dưới 2 giờ thì càng có hiệu quả cao, và không áp dụng nếu có ít nhất một chống chỉ định thuốc tiêu huyết. Nên chuẩn bị bệnh nhân đặt đường truyền ngoại biên, monitor máy sốc điện theo dõi liên tục, chuẩn bị thuốc tiêu huyết anthraplas 100mg, và cách thức dùng thì chúng ta phải rất là chi tiết ở đây, dùng theo ba đoạn. Đoạn thứ nhất là chúng ta bolus 15mg tĩnh mạch, loại thứ hai là chúng ta truyền 0,75mg cân nặng, tối đa là 50mg trong 30 phút. Thứ ba là chúng ta truyền phần còn lại 0,5mg cân nặng, tối đa là 35mg trong vòng 60 phút. Và tiếp theo chúng ta dùng heparin tĩnh mạch ngay sau khi hết anthraplas. Với inoxaparin, chúng ta hoàn toàn có thể dùng inoxaparin 1mg cân nặng 2 lần một ngày tiêm dưới da, hoặc là chúng ta có thể bolus 60 đơn vị heparin và tối đa là 4.000 đơn vị, xong duy trì 12 đơn vị kg một giờ. Và đích APTT bệnh chứng là 50-70 giây trong vòng 24 giờ. Sau đó chúng ta chuyển sang inoxaparin 1mg nhân 2 lần một ngày. Chúng ta phối hợp với aspirin cái liều 162-325mg hoặc clopidogrel 300-600mg và chúng ta chuyển bệnh viện có can thiệp mạch vành. Và tương tự như thế đối với liều của cetuximab, cho các phác đồ dùng cetuximab một loại rẻ tiền hơn cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST change, thì chúng ta chỉ thấy khác ở đây là có cách thức dùng cetuximab. Cetuximab chỉ là một lọ 1,5 triệu đơn vị, và cetuximab được truyền khi pha với 50ml natri 9 phần nghìn truyền trong vòng 60 phút, và những phần còn lại thì tương tự. Và tóm lại, nhồi máu cơ tim ST được ST change được tái tưới máu cơ tim sớm bằng tiêu suất đã được chứng minh có hiệu quả và được khuyến cáo thay thế cho can thiệp mạch vành trong những trường hợp không thể can thiệp trong thời đầu, trong vòng 12 giờ đầu. Và thuốc anthraplas có ưu điểm hơn cetuximab trong hiệu quả và biến cố chảy máu. Tuy nhiên chúng ta cũng cần tôn trọng chống chỉ định và phải theo dõi biến chứng, đặc biệt chảy máu, rối loạn nhịp thất sau khi truyền, và nhận biết và kiểm soát các dấu hiệu tái thông thành công là rất là quan trọng. Và chúng ta có thể dùng cetuximab vì giá thành rẻ, và dùng thuốc chống đông statin phối hợp chống kết tập tiểu cầu là việc cần thiết và cơ bản, và sau đó là chúng ta chuyển đến nơi có thể chụp được mạch vành để kiểm tra. Phần trình bày của tôi đến đây hết, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn thầy Hải. Tôi chỉ xin bổ sung một việc thôi, vì đây là một câu hỏi của các bạn đang xem live stream. Câu hỏi của các bạn là thời điểm nào thì sau khi truyền tiêu dấu huyết xong thì cho chụp mạch vành. Thì như chúng ta biết theo guideline hướng dẫn ấy, thì cái nhóm 1A là tất cả truyền đến tất cả bệnh nhân đều cần phải chụp sau khi tiêu sợi huyết, cho dù có thành công hay không thành công. Tuy nhiên nó có hai vấn đề đặt ra. Vấn đề thứ nhất đấy chính là
bệnh nhân thường là tiêu xuất huyết ở những địa bệnh viện mà không có can thiệp on call 24/24. Chính vì vậy thì việc di chuyển bệnh viện thì sẽ cũng gây một cái phiền hà cho người bệnh, có thể nguy hiểm trên đường. Thế do đó tôi chỉ khuyến cáo nếu bệnh nhân có điều kiện thì sau 24 tiếng thì chúng ta di chuyển bệnh nhân đến nơi can thiệp, nếu nơi can thiệp ấy còn rất xa. Còn nếu mà gần khoảng 2-3 tiếng thì anh chị có thể chuyển sớm. Tuy nhiên cái chỉ định quan trọng nhất chúng ta phải nắm, đấy là thầy Hải cũng đã nói nhưng mà chưa nhấn mạnh, đấy là nhóm 1B nhưng mà lại là quan trọng nhất theo tôi, đấy là cho hai nhóm bệnh nhân can thiệp thất bại. Đây là nhóm chúng ta cần phải chuyển đi, vì lúc đấy là cái nguy cơ bệnh nhân tử vong sẽ rất cao nếu mà can thiệp thất bại với cái tiêu chuẩn mà đã được nói trong bài báo cáo của thầy Hải. Việc thứ hai là chúng ta chuyển đi, đấy là trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu vẫn còn thiếu máu cơ tim nhiều sau khi can thiệp, cho dù là có thành công, ví dụ ST chênh xuống nhưng bệnh nhân vẫn còn đau ngực nhiều và có những dấu hiệu có thể nguy hiểm đến tính mạng thì chúng ta cũng nên chuyển đi. Hai nhóm đấy đều được gọi là 1B trong guideline, nhưng mà chúng ta cũng nên, ở Việt Nam chúng ta nên ứng dụng. Vâng, vì quá thời gian tôi có thể dành 1-2 câu hỏi cho các đầu cầu. Xin phép các đầu cầu có câu hỏi gì không ạ? Ở trong các đầu cầu có được bệnh viện nào đã sử dụng tiêu xuất huyết trong nhồi máu cơ tim chưa? Vâng, chắc là chưa có đúng không ạ? Vì chúng ta chủ yếu mới có trong nhồi máu não. Vâng. Hà Tĩnh xin mời anh Hiền ạ. Vâng, xin mời ạ. Mời bệnh viện tỉnh. Thầy hiểu thế ạ, Hà Tĩnh là tiêu xuất huyết trong nhồi máu cơ tim đã triển khai từ 2013 đến 2019. Vâng. Và trong khoảng thời gian như vậy chúng em tiêu xuất huyết cho gần 150 bệnh nhân. Vâng. Thì các cái tiêu chuẩn chỉ định, những chống chỉ định thì từ 2013 chúng em dựa vào update và làm. Thì thấy rằng là trong quá trình làm về cơ bản thì mình cho đúng, theo dõi sát. Thì chỉ có trong quá trình thực hiện sơ nhất là cái hội chứng và tải thông các cái đoàn nhịp nó xảy ra sau cái thời kỳ đấy thôi. Chứ còn cơ bản là chúng em làm thành công và sau đó điều trị bệnh mãi trục. Thì gần như là chúng em làm thành công được 98%. Vâng. Ở trong cái án tâm lao như vậy và rất an toàn, cũng không có khả năng xuất hiện. Chúng em xin có vị khác đổi để thay nhân thêm chủ Hà Tĩnh. Cảm ơn đầu cầu Hà Tĩnh. Tuy nhiên là từ khi bệnh viện Hà Tĩnh có máy chụp mạch thì tỷ lệ này chắc bị giảm đi đúng không ạ? Dạ, sau đây từ khi có chụp mạch thì hầu như là không làm được. Vâng, thế biệt. Tôi xin đề nghị Hà Tĩnh sẽ là bệnh viện hạt nhân để làm sao cho các bệnh viện huyện ở quanh Hà Tĩnh và những vùng lân cận trong cái nhóm trực tuyến này hướng dẫn giúp các bạn. Vì thực ra hiện nay bệnh viện Hà Tĩnh với hơn 150 ca tiêu sợi huyết sẽ là bệnh viện có kinh nghiệm gần như là nhất ở miền Bắc về tiêu sợi huyết đấy ạ. Thế do đó chúng ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm đấy với các bệnh viện huyện, những bệnh viện xung quanh ta mà không có kịp, không thể chuyển bệnh nhân đến làm can thiệp được. Các anh chị cố gắng viết ra những cái bài báo hoặc những cái protocol và những cái khuyến cáo, đồng thời cho các số điện thoại, những cái online để các bác sĩ ở bệnh viện huyện người ta có thể tham khảo để có thể triển khai tiêu sợi huyết, nhồi máu não, nhồi máu cơ tim tại bệnh viện huyện. Yeah. Vâng, cảm ơn. Vâng, thầy Hà Tĩnh thì anh em cũng có kế hoạch để chuyển giao cho các cái bệnh viện của các cái tuyến huyện và bệnh viện thành phố. Vâng, nhưng hình như chưa có ca nào làm ở huyện được đúng không ạ? Ở Hà Tĩnh đã có ca nào bệnh viện huyện làm chưa? Dạ anh. Tức là ở Hà Tĩnh thì nhồi máu não thì đã chuyển cho các cái huyện khá nhiều, cái phần nhồi máu cơ tim thì ở các huyện chưa. Thường thì cũng các huyện Hà Tĩnh rất gần, cho nên họ những cái nhồi máu cơ tim có chuyển đến luôn bệnh viện tỉnh và bệnh viện tỉnh như này một năm. Cái đấy thì có can thiệp bây giờ nên làm luôn. Vâng, thì cố gắng làm sao trong 6 tháng cuối năm này chúng ta sẽ có những ca đầu tiên nhồi máu cơ tim được tiêu sợi huyết đúng theo chỉ định. Vâng, cảm ơn bệnh viện Hà Tĩnh. Bây giờ chúng ta sang phần 2 của chương trình, như thường lệ là chúng tôi sẽ